Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay okay, trở lại với kênh tin tức truyền thông của Thanh Hoàng ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị bình khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng cuối cùng thì cũng đã chịu rút lui Theo Mai Hoa Kiếm, Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị Trung ương 8 thì Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông ta không tham vọng quyền lực và nói sẽ rút lui vào cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026 chỉ gói gọn trong cỗ xe tam mã đó là Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước. Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau một tuần vòng vo tranh cãi mà không đưa ra được giải pháp căn cơ nào cho hàng loạt vấn đề nan giải như là cải cách tiền lương, y tế, giáo dục và phục hồi kinh tế và những tờ trình của Bộ Chính trị đưa ra Trung ương bỏ phiếu chỉ quanh quẩn việc phán quyết kỷ luật, bố trí nhân sự tiền điền vào chỗ trống và quy hoạch cho được mâm bát của Đại hội 14 vào tháng 1 năm 2026. Trước đó thì tại hội nghị trung ương 7 tức là hội nghị giữa nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2023 các phe nhóm trong đảng đã kèn cựa nhau chuyện thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa 13 một danh sách kết quả tín nhiệm hư hư thực thực và được tung ra như là muốn dằn mặt hai ủy viên bộ chính trị còn đủ tuổi tái cử đó là Trần Tuấn Anh và Đinh Tiến Dũng. Hội nghị lần này thì ngay trong phần biểu quyết kỷ luật ủy viên trung ương đương nhiệm đã nghỉ hưu cũng nhiều ý kiến bất đồng, vì tranh cãi dẫn đến không khai trừ được Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa ra khỏi đảng cũng thể hiện sự không thống nhất trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tất cả các chức vụ trong đảng nhưng vẫn để Lê Đức Thọ bí thư tỉnh Bến Tre hạ cánh an toàn ôm theo hơn 4.000 tỷ. Xem ra việc kê khai tài sản trong đảng chỉ là một trò chơi tìm ô chữ của học sinh cấp 1. Đảng đã lúng túng như là gà mắt mắc tóc và bất lực trong thu hồi tài sản có nguồn gốc tham nhũng. Quốc hội nhiều lần bàn việc có nên tịch thu ra tòa hay là thu thuế đối với tài sản bất minh, nhưng bó tay đi vào ngõ cụt huề cả làng. Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng sợ đánh chuột bị vỡ bình quý khi mà xử lý tài sản kê khai không trung thực hoặc có kê khai nhưng không giải trình được nguồn gốc. Những ông bà sở hữu ngàn tỷ không kém Lê Đức Thọ từng lãnh đạo chủ chốt ngân hàng và đang hiện diện trong Trung ương khóa 13 như Bí thư Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người từng bị Viện Kiểm sát tối cao triệu tập liên quan đến một vụ án và Bí thư Hậu Giang, ông Nghiêm Xuân Thành vẫn rung đùi vì chẳng ai làm được gì họ. Đối với điều kế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đắk Nông, Ủy viên dự khuyết khóa 10-11 và Ủy viên Trung ương khóa 12 và 13, nhận kỷ luật cảnh cáo rồi thôi chức ủy viên trung ương là cách đảng dơ cao đánh khẽ cho hạ cánh an toàn. Điều ré nổi tiếng ăn chơi chắc táng và được mệnh danh là vua nông và tiền nhiều như là lá rừng và như nước sông Đà. Điều Khé cặp bồ lập phòng nhì với các uh, phụ nữ khác và có con với nhiều người đẹp cả người kinh lẫn người thượng. Mặc dù thì hầu hết đảng viên chỉ biết điều cré vi phạm đạo đức và lối sống qua cách luận ấm ờ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhưng dân tình nắm rất là rõ đại quan này là một kẻ tham nhũng, hư đốn và cực kỳ suy đồi. Nguyễn Văn Đọc Cựu bí thư Quảng Ninh dù chưa từng là ủy viên trung ương nhưng đọc vẫn bị ban bí thư đem ra xẻ thịt trong những ngày nhóm họp hội nghị trung ương 8 là vấn đề khó hiểu. Ông đọc là cánh tay đắc lực của Phạm Minh Chính hồi còn ở Quảng Ninh. Đọc cũng kế nhiệm tiếp quản chức bí thư tỉnh Quảng Ninh khi ông Chính về trung ương làm cấp phó cho Tô Hì Dứa. Nguyễn Văn Đọc liên quan đến các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và công ty cổ phần tập đoàn FLC thực hiện và gây hại hàng trăm tỷ đồng ngân sách. Đuổi Nguyễn Văn Độc ra khỏi Đảng và đồng nghĩa với việc có thể tiến hành các bước tố tụng hình sự đối với ông này, cùng với cả bộ sậu Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2016-2021 bị kỷ luật Đảng. Phe nhóm tấn công đang siết chặt vòng vây là đích ngắm muốn thủ tướng Phạm Minh Chính phải rời khỏi chính trường. Phần lớn thời gian hội nghị Trung ương 8 dành để mổ xẻ quy hoạch nhân sự khóa 14 và nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về chỗ ngồi. Tuy nhiên thì nhìn cách đảng vội vã thành lập 5 tiểu bang phục vụ cho đại hội 14 xem ra cuộc tranh giành quyền lực đã bắt đầu gây cấn và 5 tiểu ban gồm có tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban nhân sự, tiểu ban điều lệ đảng và tiểu ban tổ chức phục vụ cho đại hội trong đó thì tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ của đảng do ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ cầm đầu. Tờ trình quy hoạch nhân sự khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ Chính trị vấp phải phản ứng của một số ủy viên trung ương khi mà người của họ bị soi mói, đe dọa đưa ra khỏi quy hoạch. Câu trả lời không cần thiết phải bầu bổ sung ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị vào lúc này của Nguyễn Phú Trọng đã không thỏa mãn được hội nghị các ủy viên trung ương thừa biết. Ông Nguyễn Phú Trọng giữ nguyên hiện trạng và không muốn bị phân tán quyền lực. Theo một số nguồn tin thì tại hội nghị trung ương 8, Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông ta không tham vọng quyền lực và nói rõ là sẽ rút lui. Cuộc đua vào ghế Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026 chỉ gói gọn cỗ xe tam mã đó là Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước. Chính trường ở xứ Cộng sản Việt Nam thì luôn gây cấn và đầy kịch tính bất ngờ. Tuy vậy thì đại đa số dân chúng thì vẫn thờ ơ với thời cuộc và đơn giản. Họ nghĩ ai lên ai xuống cũng chỉ là vợ diễn quen thuộc của đảng. Vật giá thì đang leo thang một cách chóng mặt, cơm máu gạo tiền đang đè nặng lên vai của người lao động Việt Nam và không còn thời gian đâu để nghĩ đến chuyện chính trị. Trong khi đó thì đảng cứ hội hè cả tuần, cả tháng ra giả nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông báo ra xa rời với thực tế và nghe đâu như là ở thiên đường mù tịt. Đồng sản Việt Nam thì vẫn đang kiên trì bắc thang để lên trời hỏi. Đó là theo ý kiến của Hiền Vương kiểm soát quyền lực trong cấu trúc quyền lực nhà nước thống nhất và việc như là bắc thang lên hỏi ông trời. Việt Nam là một quốc gia đơn đảng, phái chính trị do vậy mà với nhà nước thiếu động lực cạnh tranh của đa nguyên nên một khi xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cũng đồng nghĩa với sự hình thành và lớn mạnh của nhiều nhóm lợi ích khác nhau trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhau. Và với mặt lập luận thì xây dựng các mối quan hệ và tìm cách tác động đến các cơ quan công quyền là nhu cầu tất yếu của các nhóm lợi ích kinh tế và tài chính. Thực tế này thì tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền theo cả hai chiều hướng. Ở hướng tích cực, chính quyền sẽ nắm bắt được nhu cầu của các chủ thể, từ đó điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Ở hướng tiêu cực thì một bộ phận cán bộ bị chi phối bởi lợi ích vị kỷ hoặc có thể do họ chủ động tạo ra những việc ban hành những quyết định chính sách và quản lý theo hướng có lợi cho nhóm lợi ích và họ có liên quan. Nếu như tình trạng quan hệ thân hữu vì các lợi ích cá nhân, nhóm không được ngăn chặn thì lợi ích công sẽ bị xâm phạm nghiêm trọng và chất lượng hoạt động của hệ thống quản trị quốc gia bị giảm sút trở thành mối đe dọa cho sự ổn định và phát triển của cả xã hội. Câu phát biểu để đời của cựu thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng là một minh chứng cho vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cô đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chính chúng ta mà thôi, chẳng có kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta làm không tốt thì ta tự lật đổ ta thôi. Trích phát biểu ở Hội nghị Toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Có ý kiến cho rằng với khuyến cáo trên cho thấy đảng nhận ra nguy cơ của công tác cán bộ, song việc những cán bộ từ thấp đến cao liên tiếp bị xử lý cũng gợi ra những lo ngại về chất lượng đào tạo và quy trình công tác cán bộ phải chăng những nền tảng giáo dục và quá trình rèn luyện của một đảng viên đã không giúp cho họ tự kiểm soát được bản thân để đến mức trở thành nạn nhân lòng tham của sự thiền cận chính mình sự đồng dạng trong những vi phạm cũng gợi ra những động lực bên ngoài ý chí cá nhân bởi chỉ có sự hiện diện của những tác nhân khách quan mới có thể khiến cho cán bộ của cả một ngành từ trên xuống dưới từ bắc vào nam đều có những vi phạm giống nhau và tính đến hiện tại thì bất chấp kế sách phòng chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tu chỉnh ra làm sao thì với thể chế chính trị thiếu hẳn sự cạnh tranh, người ta quả tình chưa đủ cơ sở để tin rằng hiện tượng tương tự sẽ không xảy ra. Có ai đó từng ước rằng giá cứ có vài sự kiện kiểu Covid-19 lướt qua tất cả các cơ quan công quyền của Việt Nam để mà bộc lộ ra những kẻ lãnh đạo suy thoái bất tài từ trước đến nay vẫn âm thầm trong bóng tối chưa bị lộ thớ mới biết không ai có thể nói trước cái gì và lúc được giao trọng trách vị nào cũng hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ và toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân phục vụ cho đất nước nhưng xảy ra một cái là làm liều là vô trách nhiệm là tham nhũng một khi công tác cán bộ như thế thì các lý luận tiếp sau đây của đảng xem chừng chỉ là trò bỡn cợt của những người nhân danh cộng sản khi mà giảng dạy về hệ thống trường chính trị của đảng về bản chất thì kiểm soát quyền lực trong hệ thống quản trị quốc gia với một đảng lãnh đạo và cầm quyền ở nước ta là nhằm bảo vệ ý chí của hạt nhân quyền lực được thực thi nhất quán ở mọi phạm vi và mọi cấp độ cụ thể hơn thì kiểm soát quyền lực tức là vun đắp khả năng tự kiểm soát của cá nhân nắm giữ quyền lực và thực hiện các phản ứng nhằm bảo đảm chủ trương đường lối quy định của đảng pháp luật của nhà nước được thực hiện nghiêm túc nhất quán ở mọi cấp độ mọi tổ chức cơ quan đơn vị địa phương trích giáo trình giảng dạy môn tư tưởng hồ chí minh nói một cách hình tượng thì kiểm soát quyền lực trong cấu trúc quyền lực nhà nước thống nhất như văn kiện đảng khóa 13 nêu Đó là việc như là bắt thang lên hỏi ông trời Như vậy thì đến giờ phút này chúng ta có thể thấy được rằng Với lời nói của Nguyễn Phú Trọng là sẽ nghỉ hưu để cho à, những người khác lên nắm quyền Nhưng đó chỉ là những gì mà Nguyễn Phú Trọng nói mà thôi Thậm chí thì ông ta còn đánh lạc hướng dư luận để cho À, những cán bộ cấp dưới của ông ta tranh giành với nhau và cuối cùng thì ông ta là ngư à, ngư ông đắc lợi và à, giống như kiểu là người ta xuống quẫy bùn để cho cá nổi lên và ông ta thì ngồi vớt và đó là những gì thì nguyễn phú trọng từ trước đến nay đã từng làm như vậy và nhiều cán bộ à, cấp cao của đảng cộng sản việt nam đã bị ông nguyễn phú trọng lừa từ mấy đại hội này chứ không phải đến nay ông ta mới lừa từ trước đó thì ông ta đưa ra rất nhiều những cái quy định rất là ngớ ngẩn nhưng cuối cùng thì ông ta lại là kẻ được lợi nhất trong cái cuộc mà trọi chó ở Ba Đình. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.